Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những tin thú vị, hấp dẫn và gây cấn nhất trong ngày hôm nay nhé mọi người. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong series tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Ông Rigozhin cảnh báo nguy cơ Wagner bị bao vây ở Bakhmut. Lãnh đạo Wagner cảnh báo Ukraine có thể dần dần bao vây lực lượng này ở Bakhmut sau khi quân đội Nga rút khỏi một số khu vực phía bắc thành phố. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 5 thông báo các đơn vị rút khỏi một số khu vực ở phía bắc thành phố Bakhmut để chuyển tới vị trí thuận lợi hơn. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, cùng ngày chỉ trích đây là cuộc rút lui phi chiến thuật. Các đơn vị Wagner đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bakhmut, trong khi lực lượng chính quy Nga yểm trợ và ngăn Ukraine đánh tạc sườn họ. Theo ông Prigozhin, quân chính quy bên Nga bỏ lại khu vực có diện tích 5 km vuông phía bắc Bakhmut chỉ trong một ngày, và Ukraine có thể kiểm soát tất cả điểm cao chiến thực cách thành phố khoảng 500m. Ông Prigozhin cảnh báo Ukraine có khả năng tiến vào khu dân cư gần đó và dần dần bao vây Bakhmut. Ông Prigozhin cho biết các đơn vị Wagner không thể giữ được khu vực quanh Bakhmut do hạn chế nhân lực cũng như cần dành đạn cho các đợt tiến công trong thành phố. Lãnh đạo Wagner nói Ukraine kiểm soát hoàn toàn tuyến đường nối giữa Bakhmut với thành phố Charkovka phía Tây. Đây là tiến tiếp tế quan trọng của Ukraine cho lực lượng cố thủ thành phố Bakhmut. Chiến sự tại Bakhmut rơi vào tình thế giằng co trong nhiều tuần qua khi Nga và Ukraine đều dồn lực cho trận đánh tại đây. Ukraine nhận định Bakhmut là chìa khóa để kiềm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass, ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Một số blogger quân sự Nga ngày 11 tháng 5 cho biết Ukraine tiến công ở phía nam và phía bắc Bakhmut nhằm tạo đột phá ở nhiều nơi. Nga bác bỏ thông tin này, khẳng định tình hình trên chiến trường trong tầm kiểm soát. Ukraine ngày 12 tháng 5 tuyên bố tiến quân thêm 2 km gần Bakhmut, khẳng định gây thiệt hại nặng về quân số cho lực lượng Nga và không để mất vị trí nào ở Bakhmut trong tuần này. Tiếp theo, Nga tuyên bố sẽ vô hiệu hóa tên lửa tầm xa Anh gửi cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa nó mới đe dọa từ tên lửa Storm Shadow tầm bắn hơn 250 km mà Anh gửi cho Ukraine. Anh đã vượt quá mọi giới hạn, đẩy cuộc xung đột đến một cấp độ mới về mức hủy diệt và mất mát sinh mạng. Bộ Ngoại giao Nga ngày 12 tháng 5 chỉ trích Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Moscow tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa từ loại vũ khí mới trên chiến trường Ukraine, đồng thời cảnh báo London phải chịu trách nhiệm cho mọi hệ quả từ bước leo thang này. Anh là nước đầu tiên viện trợ tên lửa tầm xa phóng từ máy bay chiến đấu cho Ukraine. Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kenlin cáo buộc phương Tây muốn leo thang đáng kể xung đột và mở rộng vùng chiến sự sau một thời gian cẩn trọng không viện trợ cho Ukraine và những vũ khí có năng lực tương tự Storm Shadow. London muốn tạo điều kiện để Kiev bắn phá thành phố và làng mạc Nga, trong đó có các đảo Crimea. Chúng tôi lấy làm tiếc khi nước Anh, dù không liên quan đến xung đột, đang giữ vai trò dẫn dắt trong nỗ lực kéo dài và leo thang xung đột. Đại tướng Kellyn nói, Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau khi tổ chức trưng cầu dân ý. Ukraine cùng phương Tây không công nhận kết quả. Ukraine coi bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẽ tìm cách giành lại. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 11 tháng 5 xác nhận nước này đang viện trợ tên lửa Storm Shadow cho Ukraine nhằm giúp Kiev có cơ hội tốt nhất khi tự vệ trước Moscow, đẩy lùi quân đội Nga đang có mặt trên chiến trường Ukraine. Tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp hợp tác phát triển có vận tốc tối đa 1.000 km/h, đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250 đến 560 km tùy biến thể. Một quan chức quân sự Mỹ cho hay, xét về tầm bắn, Storm Shadow là vũ khí thay đổi cuộc chơi, mang lại năng lực mà Ukraine đã yêu cầu từ khi chiến sự bùng phát. Vũ khí tầm xa nhất mà Mỹ từng cung cấp cho Ukraine có tầm bắn khoảng 80 km. Một quan chức phương Tây cho biết, Ukraine đã đảm bảo với chính phủ Anh rằng chỉ sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow, Scarp Energy, tập kích khu vực Nga kiểm soát sau khi chiến sự bùng phát tháng 2 năm 2022 và bán đảo Crimea không tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Bản tin kế tiếp, Nga nói Ukraine phóng tên lửa vào tòa nhà bỏ hoang ở Lugan. Quan chức Nga nói rằng
quân đội Ukraine phóng tên lửa đạn đạo vào thành phố Lugan, làm hư hại hai tòa nhà bỏ hoang và khiến 6 trẻ em bị thương. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng LBR Leonid Bashenik cho biết vụ tấn công nhằm vào thành phố thủ phủ cùng tên tối 12 tháng 5 đã phá hủy hoặc làm hư hại tòa nhà điều hành tại một cơ sở đóng gói và nhà máy sản xuất chất tẩy rửa. Cả hai khu vực đã bỏ hoang từ lâu và không có người thiệt mạng. 5 ngôi nhà gần hiện trường cũng bị vỡ cửa kính. Cuộc tập kích khiến ít nhất 7 người bị thương, gồm 6 trẻ em và nghệ sĩ Nga Viktor Volodarsky. Các nhân chứng trước đó nói rằng hai tiếng nổ làm rung chuyển thành phố Lugan. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai cột khói đen khó lớn bốc lên, trong khi truyền thông Nga cũng công bố hình ảnh một tòa nhà bị phá hủy gần như hoàn toàn. Thành phố Lugan nằm cách xa vị trí của Ukraine. Giới chức Lugan cho biết quân đội Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Rom 2 kết hợp với Mồi 7 do Mỹ chế tạo để gây khó khăn cho lưới phòng không. Rom 2 là tên lửa đạn đạo do Ukraine sản xuất với tầm bắn 300 km, mang được đầu đạn nổ mảnh hoặc xuyên phá bê tông nặng 480 kg. Giới chức Nga từng thông báo đánh chặn các tên lửa Rom 2 được Ukraine phóng vào bán đảo Crimea hồi đầu tháng 5 và tháng 4. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Các lực lượng Nga kiểm soát khoảng 95% tỉnh Lugan. Đây cũng là một trong 4 tỉnh Moscow tuyên bố sáp nhập hồi tháng 10 năm 2022. Bên cạnh Donetsk, Kherson và Zaporizhia, Ukraine phản đối, nói rằng động thái này không có giá trị và tuyên bố sẽ giành lại tất cả lãnh thổ. Bản tin thứ tư, lý do Ukraine khó vui mừng với tuyên bố bắn rơi Kinzhan. Tuyên bố bắn hạ một tên lửa Kinzhan bằng hệ thống Patriot không đồng nghĩa Ukraine đã tìm được cánh đối phó vũ khí này để có thể ăn mừng. Tư lệnh không quân Ukraine Mykolai Echov hôm 5 tháng 5 tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa siêu vượt âm Kinzhan của Nga trên bầu trời Kiev trước đó một ngày. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bad Rider hôm 9 tháng 5 xác nhận Ukraine đã bắn hạ một tên lửa Nga bằng hệ thống phòng thủ Patriot khi được đề nghị bình luận về thông tin. Dù vậy, giới chức Ukraine vẫn tỏ ra thận trọng sau tuyên bố trên. Ukraine có rất ít vũ khí đủ sức đánh chặn tên lửa KH-47 Kinzhan và không đủ khí tài để bảo vệ các thành phố lớn. Tổ hợp Patriot cũng chưa từng đối phó mục tiêu nào như vậy. Vì vậy, còn quá sớm để ăn mừng. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói, giới chuyên gia phương Tây cũng nhận định, ngay cả khi Ukraine đánh chặn được tên lửa Kinzhan, đây có thể là trường hợp riêng lẻ và Kiev chưa thể yên tâm về năng lực của lưới phòng không. Hệ thống Patriot Bat-3 có thể đã hạ tên lửa Kinzhan, nhưng xét về mặt thống kê, một vụ đánh chặn thành công không thể hiện được gì. Nó cũng không đồng nghĩa lưới phòng không Ukraine đủ sức đối phó với các đoàn tập kích ồ ạt bằng tên lửa hành trình và đạn đạo của Nga. Chuyên gia Zebra Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Middlebury ở Mỹ nhận xét. Trong khi đó, TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga, ngày 11 tháng 5 dẫn lời một quan chức giấu tên trong Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ hoài nghi về tuyên bố Ukraine đánh chặn tên lửa siêu vượt âm Kinzhan. Khả năng cơ động trong giai đoạn cuối và đường bay gần như thẳng đứng khi sắp lao xuống mục tiêu của Kinzhan khi nó xuyên thủng được các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay, quan chức này cho hay. Theo quan chức Nga, các thông báo bắn hạ tên lửa do quân đội Ukraine công bố là nỗ lực bào chữa cho tốc độ tiêu thụ đạn phòng không quá cao và quảng bá về hiệu quả của những hệ thống trong biên chế. Một cựu sĩ quan không quân Ấn Độ giấu tên am hiểu về Patriot cho rằng hệ thống phòng không của Mỹ không phải là lá chắn bất khả xâm phạm. Rất khó xác định hướng và vị trí đối phương khai quả tên lửa phóng từ máy bay như Kinzhan. Điều này sẽ gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn. Quả đạn Kinzhan chỉ có thể bị hạ trong quá trình lao tới đích khi chúng đã rất gần mục tiêu và có thể gây thiệt hại ngoài dự tính dưới mặt đất, người này nói. Tướng về hô Mark Hedling, cựu chỉ huy lực quân Mỹ tại châu Âu, cảnh báo quân đội Ukraine sẽ phải sử dụng hệ thống Patriot rất tiết kiệm do số lượng tổ hợp biên chế quá ít và không có nhiều đạn dự trữ. Điều đó cũng dẫn tới nguy cơ lưới phòng không Ukraine bị xuyên thủng khi Nga phóng lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái UAV về phía mục tiêu. Tổ hợp này có thể đánh chặn nhiều loại mục tiêu, nhưng sẽ rất phí phạm nếu dùng quả đạn trị giá 3-5 triệu USD để chặn UAV và tên lửa có giá vài chục nghìn đến vài trăm nghìn USD. Điều
Tốt nhất là nó giải tỏa áp lực cho các hệ thống tầm ngắn và tầm trung, cho phép chúng đối phó UAV và tên lửa đối phương, tướng Heflin nhận xét. Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh, tương đương hơn 6.200 km/h. Nhờ quỹ đạo bay phức tạp và tốc độ rất cao, vũ khí siêu vượt âm có khả năng sát thương cao hơn và gần như không thể bị đánh chặn bằng các lá chắn phòng thủ hiện nay. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố năm 2018. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinzhal hồi tháng 3 năm 2022 khi tấn công một kho vũ khí lớn ở tỉnh Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cho rằng Kinzhal là vũ khí có tác động lớn nhưng không tạo ra nhiều khác biệt, ngoại trừ việc gần như không thể bị đánh chặn. Tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Nga Rostechnya Chemezov hôm 7 tháng 5 cho biết số tên lửa Kinzhal được sản xuất đang tăng lên đáng kể. Dây chuyền chế tạo đã hoàn thiện từ lâu, nhưng ban đầu chưa đòi hỏi lượng tên lửa như yêu cầu hiện nay. Chúng tôi đang tăng tốc độ xuất xưởng, ông nói. Sau đây là bản tin thứ 5, cũng là bản tin cuối cùng không trong series tin tức nóng chọn lọc của video của mình hôm nay luôn nha mọi người. Và tiếp được bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là bản tin gì? Thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đó ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Mỹ điều thêm quân tới vùng vịnh đối phó Iran. Quan chức Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ điều quân tăng viện cho lực lượng ở vùng vịnh, cáo buộc Iran leo thang quấy rối tàu hàng ở khu vực. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ triển khai loạt động thái nhằm củng cố vị thế quân sự của chúng tôi tại Ba Tư. John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng ngày 12 tháng 5 thông báo. Ông Kirby nói đợt tăng viện cho lực lượng Mỹ ở vùng vịnh bắt đầu cùng ngày, song không nêu rõ quân số và tiết lộ chi tiết khác về kế hoạch. Bộ Tư lệnh Trung Tâm Mỹ, CENTCOM, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự Mỹ ở khu vực Trung Đông, sẽ công bố thông tin chi tiết về đợt tăng viện trong vài ngày tới. Theo ông Kirby, Iran thực hiện ít nhất 15 vụ quấy rối, tấn công hoặc cản trở tàu hàng di chuyển tại khu vực trong những năm qua. Mỹ sẽ không cho phép bất kỳ bên nào đe dọa tự do hàng hải qua những tuyến đường biển ở Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, ông Kirby tuyên bố. Phát ngôn viên CENTCOM cho biết Mỹ đang thảo luận các lựa chọn với đồng minh trong khu vực. Phó đô đốc Frank Cooper, tư lệnh hạm đội 5 Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain cho biết lực lượng dưới quyền đang phối hợp với đồng minh tại khu vực để tăng tần suất chiến hạm và máy bay tuần tra gần eo biển Hormuz. Chúng ta phải cần chấm dứt tình trạng Iran hành xử mất kiểm soát, vô trách nhiệm và trái pháp luật khi tịch thu và rối tàu thương mại, Phó đô đốc Cooper nói. Mỹ tuyên bố tăng viện gần eo biển Hormuz sau khi Iran bắt tàu chở dầu mang cờ Panama và một tàu khác treo cờ gần quần đảo Masa. Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Iran thả tàu dầu và cáo buộc nước này leo thang quấy rối tàu thương mại trên vùng biển khu vực trong 2 năm qua. Các bạn hãy cho kênh của mình một lượt đăng ký cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi kênh của mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp các bạn về những bản tin kế tiếp.